Nhưng bây giờ thì chúng con tiếp tục làm bài xả, nhưng mà vẫn kết hợp vấn đề tu tập với tâm giải thoát như hít vô thở ra. À được rồi con. Bây giờ thì mấy con cứ bình thường tới mà vô cái lớp chính tư duy rồi thì bắt đầu thầy sẽ dạy mấy con tùy theo như con phải tu khác, mà như Minh Trí phải tu khác, mỗi người đều tu khác, Minh Nhân phải tu khác. À, tùy theo mỗi người ở trong này, có nhiều người thì cũng tu giống pháp, nhưng có nhiều người phải tu khác pháp, tùy theo để cho mấy con phải đạt được trong cái thời gian tuổi mấy con còn ngắn lắm, không còn dài nữa. Nó còn dễ thương, nó dạy như vậy nó mới tu mới chắc ăn, chứ còn mà dạy chung chung nó chắc mấy con tu hoài nó chắc không tới đâu. Thường thường là người ta dạy chung chung, người ta chưa biết cách thức mà dạy đặc biệt, dạy từng người, nhất là những người già cần phải chăm sóc mấy con nhiều hơn, là tại vì tuổi đời mấy con ngắn quá, còn ngắn quá, không có còn dài nữa. Ngày nay mạnh chứ ngày mai đau, mấy con đau là khó tu lắm đó, chứ không phải dễ. Còn riêng mấy con còn sức khỏe thì thầy sẽ dạy cho mấy con tu tập, người nào hợp với pháp tứ niệm xứ thầy sẽ dạy pháp tứ niệm xứ căn bản về cái định niệm hơi thở, cái đề mục nào còn yếu thì tập những cái đề mục đó được có đủ lực của nó, để khi gặp những chướng ngại pháp trên thân tọa tâm của mình thì sử dụng cái định niệm hơi thở để đẩy lui nó. Dễ nhất là cái định niệm hơi thở. Đức Phật trang bị chúng ta cái định niệm hơi thở là trang bị những cái phương pháp đẩy lui chướng ngại pháp trên tứ niệm xứ. Cho nên cái định niệm hơi thở là có lợi ích rất lớn trên con đường tu tập. Hơi thở là con vô gặp hơi thở thứ năm đó là nó vô chứ con sao nó mất gì? Thì lúc đó nó bị ăn cặp ăn ngọ đó thầy, nó quấn ép tim con, cái bắt đầu con chúng nó chọi nhau cái mất tiêu luôn á, cần hai phát mất tiêu á. Thấy sao về đây bị nhức chân á thầy, xin nói là nó xuất hiện trở lại. À, có duyên với hơi thở thì nó dễ lắm con, mà không duyên hơi thở là phải dùng cánh tay thân hành hoài để mà thay thế hơi thở. Bởi vì tại sao mấy con biết là tại sao mà thầy dám đưa cái pháp cánh tay ra mà dạy? Tại vì có nhiều người rối loạn hơi thở, vô nhiếp hơi thở bị mệt bị tức, cho nên thầy hướng dẫn thầy linh động, thầy thiện xảo lắm, chứ ông Phật không có dạy cánh tay mà đưa ra đưa vô cái kiểu này đâu. Nhưng mà thầy biết là cái hành động hơi thở nó cũng giống như cánh tay đưa ra đưa vô, cho nên thầy áp dụng thầy linh động, thầy thiện xảo qua liền tức đó, cứu giảm cái hơi thở của mấy con bị rối loạn. Sau đó mấy con có pháp tu nó không rối loạn, cho nên coi như nó tương đương với hơi thở đó, nhưng mà cái thân hành nội nó mạnh hơn, cái lực nó mạnh hơn, còn cái thân hành ngoài cánh tay nó yếu hơn nữa. Coi vậy chứ nó yếu, nhưng mà chúng ta tu đạt được và cũng tạo thành cái lực sau này được. Nên bậc thầy còn cái thân hành hiện tay của con cần sử dụng bỏ cũng hơi lâu rồi, 3 tháng là không có sao hết. Con sử dụng được hơi thở thì cứ sử dụng hơi thở, chừng nào mà hơi thở sử dụng được thì trở về với cái cánh tay của con. Cho nên thầy có những cái pháp mà để mà thay thế. Chứ bây giờ mình đang đánh giặc mà giờ súng tôi nghẹt rồi, thầy bỏ cái súng này thì rút cái côn bắn chứ không lẽ rồi giờ chia cái súng côn này sao? Con hiểu không? Bây giờ cái súng trường tôi nè, mà giờ nó kẹt đạn rồi, giờ bắn không được mà giặc nó bắn tôi quá trời rồi. Thấy không? Cái cảm thọ con nó đến rồi. Thế bắt đầu tôi phải rút súng côn tôi trị nó, hoặc là còn cái lựu đạn tôi cũng ném nó chứ tôi đâu có mang nó để chi. Có phải không mấy con? Cùng cực tôi còn vũ khí gì trong người tôi cũng nổ hết luôn. Không có tha đâu. Chứ không lẽ đầu hàng quá sao? Mà giờ ví dụ như bây giờ cái súng trường mấy con kẹt đạn, mà giờ lựu đạn mang đi mấy trái mà cứ ngồi đó à, để chờ chúng bắn mình chết hả? Nói không, cũng ném nó mấy trái chứ. Thì lúc bây giờ hơi thở mấy con bị kẹt rồi, thì cái súng mấy con bị kẹt rồi, khi bắt đầu cánh tay mấy con để làm gì đây? Phải không? Mà nếu tay không được thì mấy con ngồi cứ đưa chân ra vô, bây giờ tay tôi nó liệt kê rồi, nó dở không được, thì cái chân của mấy con kéo ra cứ vô làm ơn giùm thầy. Mà giờ nó không được nữa thì cái cần cổ mấy con cúi lên cúi xuống giùm thầy, nó cũng được chứ. Làm sao cho có động cho nên cái thân của mình thì được rồi, để nó có cái pháp thanh hành chứ. Con hiểu chưa? Cho nên nó mấy con không lý nào bây giờ cúi cổ lên xuống gì không được không? Tay chân giờ nó liệt hết rồi thì tôi làm ơn tôi cúi cổ tôi. Bây giờ nó cứng cổ nữa. Bây giờ cứng cổ thì thôi, bây giờ mấy con cái hơi thở cũng rối loạn rồi, thôi bây giờ cho nó chết luôn cho đầu. Thì bây giờ còn có thở như vậy thì sáng thở thôi, coi nó ra sao. Hôm ấy là nó nghẹt nó chết cho rồi, chứ bây giờ tay chân nó cứng như cái cục cây rồi làm sao. Thì bây giờ súng đạn hết rồi thì bây giờ còn chờ chết phải không? Nhưng mà chắc gì mà chờ chết, bây giờ cái hơi thở tôi còn thở được, cái súng này còn có thể cạy đạn ra được mà.
hồi nãy nó kẹt thì bây giờ cùng thế tôi để nó chứ, tôi chưa ném nó đâu. Bây giờ nó trong cái thế này thì tôi cãi cái cục đạn kẹt của cái súng này ra, mai tôi cãi được thì chắc chắn là tôi đẩy lui nó chứ, coi không. Bây giờ cùng thế, bây giờ nó thì bây giờ nó cùng rồi, bây giờ thở nó có rối loạn, nó có hô hấp, nó có đau nhức gì, bây giờ không lẽ nằm chờ chết sao? Thì coi như là mình rút cái súng kẹt đạn này ra là sửa sẵn nó lại để mắng lại chứ. Nhưng mà thở hơi cái nó không suốt được rồi, cái súng tôi thông rồi thì ngon rồi, bây giờ đánh giật có phải không? Cái ai mà đầu hàng, có muốn đầu hàng nhất định là không đầu hàng, thà chết nhưng mà sử dụng tới cái vũ khí cuối cùng của mình thì mấy con sẽ thắng đậm. Một cái người lính mà biết sử dụng vậy thì nó người lính, mà tới khi mà mình có chết cũng chết trong anh dũng. Liệt sĩ mà đâu có chết được, chết không đầu hàng giặc. Thì thầy nói tất cả những cái điều kiện mà Đức Phật dạy chúng ta là những cái loại vũ khí để mà đánh giặc sinh tử, cho nên mình phải biết sử dụng tới cuối cùng. Con hỏi con ngồi định nhận hơi thở.